cái này nó xúc ra nè, phải làm sao kiếm cách gắn vậy. Cho anh nghĩ là phải mở cái này ra, con ốc trong đây hay sao đó, xong rồi bỏ mới siết cái lại được. Cái dishwasher tháo ra hoặc làm adjust nó vô đàng hoàng lại, so make sure là chỉnh lại cho make sure nó working. Cái master shower, cái cửa mà khi mà đóng lại đó nó cạ trên, ok, cũng nhìn thẳng luôn á, dưới đây nó hở hơn ở trên đây. Có thể là mình chỉnh ốc lại, hoặc mình nếu mà được thêm nó là bỏ một miếng miếng mũ vô, nhưng mà một nếu mà bỏ miếng mũ vô là nó phải đóng lại được, làm sao cho đừng cạ nó thôi, để tương lai nó đừng bị bể.